Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 12 tháng 7, tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông. Đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn là một sản phẩm do Trung Quốc tự ý vẽ ra nhằm thực hiện âm mưu chiếm trọn biển Đông của Việt Nam và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á. Bản tin đặc biệt của chúng tôi sẽ cùng quý vị thính giả nhìn lại những diễn biến nổi bật cũng như thái độ của cộng đồng quốc tế xung quanh vụ kiện lịch sử này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, sau thời gian dài chờ đợi, cách đây ít giờ, tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc gồm các nội dung sau. Trung Quốc không có quyền lịch sử đối với Biển Đông. Đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế cho Trung Quốc. Trung Quốc can thiệp vào quyền đánh bắt cá của ngư dân Philippines, đặc biệt là ở bãi cạn Scarborough. Trung Quốc gây thiệt hại đến hệ sinh thái quần đảo Trường Sa bằng các hoạt động như khai thác quá mức, xây đảo nhân tạo. Các hành động của Trung Quốc làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột với Philippines. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi PCA ra phán quyết bác bỏ đường chín đoạn của Trung Quốc trên biển Đông, cộng đồng quốc tế đã có nhiều phản ứng khác nhau liên quan tới sự kiện này. Trong một thông cáo, ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định phán quyết về biển Đông của tòa trọng tài The Hague là cuối cùng và mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, các bên trong vụ kiện cần phải tuân thủ ông cũng khẳng định nhật bản luôn coi trọng luật pháp phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc cưỡng chế trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển thái lan và indonesia trước khi tòa công bố phán quyết hôm nay đều ra tuyên bố kêu gọi các bên liên quan duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở biển đông giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình jakarta đề nghị các bên kiềm chế và không có hành động gây căng thẳng gia tăng ở biển đông theo nguồn tin từ Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát thông cáo ngang ngược cho rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cũng theo Reuters đưa tin, Đài Loan đã ra thông báo không chấp nhận phán quyết từ PCA. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua hôm nay cho biết, Trung Quốc không chấp nhận và không công nhận phán quyết từ tòa trọng tài thường trực về đường lưỡi bò. Hãng này mô tả, tòa án đã ra phán quyết yếu kém về Biển Đông. Trong một phát biểu của mình, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu EU Donald Trump, lưu ý Trung Quốc cần tôn trọng hệ thống quốc tế sau khi tòa trọng tài ra phán quyết về đường lưỡi bò. Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, Việt Nam hoan nghênh việc tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12 tháng 7. Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết. Ông Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với UNCLOS, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 22 tháng 1 năm 2013, Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa trọng tài thường trực PCA về đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò trên Biển Đông vì cho rằng nó không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Philippines khẳng định rằng một số dạng san hô và bãi cát ngầm bị Trung Quốc chiếm đóng không được hưởng lãnh hải hoặc làm cơ sở để tuyên bố có lãnh hải. Ngày 19 tháng 2 năm 2013, Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối cho rằng PCA không có thẩm quyền xét xử và kêu gọi Philippines giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương. Tiếp đó tới ngày 1 tháng 8 năm 2013, Trung Quốc tiếp tục từ chối thẩm quyền của PCA và khẳng định sẽ không tham gia quá trình xét xử. Từ đó đến nay, Trung Quốc liên tục thực hiện chiêu bài đàm phán song phương và lôi kéo các quốc gia khác không chấp hành phán quyết của tòa án này. Ngày 22 tháng 4 năm 2015, PCA thông báo mở phiên điều trần sơ bộ về thẩm quyền xét xử vào tháng 7 năm 2015, kể cả khi Trung Quốc không tham gia. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2015, trong vòng điều trần đầu tiên, Philippines khẳng định thẩm quyền của PCA và tố cáo Trung Quốc phá hủy môi trường biển vi phạm UNCLOS. Ngày 13 tháng 7 năm 2015, trong vòng điều trần lần 2, PCA đồng ý tiếp nhận vụ kiện và cho phép Philippines nộp lên những chứng cứ bổ sung. Ngày 29 tháng 6 năm 2016, PCA thông báo sẽ ra phán quyết vào 16 giờ theo giờ Hà Nội vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Cách đây ít giờ, tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết về vụ kiện này. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi công bố phán quyết từ tòa trọng tài thương trực, người dân Việt Nam và Philippines tại thành phố Manila của Philippines đã đổ ra đường ăn mừng. Tuy nhiên, ngay tại Trung Quốc, đại sứ quán Philippines đã phải kêu gọi công dân nước này tránh tranh luận chính trị ở nước sở tại sau phán quyết đường lưỡi bò của tòa trọng tài. Việt Nam hoan nghênh PCA ra phán quyết cuối cùng vụ đường chín đoạn. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7 năm 2016, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 của công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982 trên cơ sở đề nghị của Philippines đưa ra phán quyết cuối cùng, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh việc tòa trọng tài đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12 tháng 7 năm 2016, Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết Việt Nam một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của mình về vụ kiện này như đã thể hiện đầy đủ trong tuyên bố ngày 5 tháng 12 năm 2014 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi tòa trọng tài. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, An ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Nhân dịp này, Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 cũng như tất cả các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc thua kiện ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam? Về cơ bản, các hành vi của Trung Quốc bị Philippines khởi kiện cũng khá tương đồng với những gì Việt Nam đang phải gánh chịu. Sau 3 năm xem xét đơn kiện với 4.000 trang tài liệu chứng cứ và hai lần phân xử, lúc 16 giờ chiều nay, ngày 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Tòa trọng tài thường trực PCA đã ra phán quyết cuối cùng vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông. Trong đó, Tòa khẳng định yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý theo phán quyết cái gọi là đường lưỡi bò mà trung quốc vẽ ra để đòi hỏi chủ quyền vô lý tại biển đông là trái ngược với công ước liên hợp quốc về luật biển unclos tòa kết luận rằng không thực thể nào ở quần đảo trường sa có thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế cho trung quốc tòa cũng tuyên bố trung quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của philippines phán quyết còn nói trung quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng tới môi trường các rạn san hô khi xây dựng các đảo nhân tạo phiên xét xử vụ kiện giữa philippines và trung quốc được coi là vụ kiện thế kỷ bởi đây là lần đầu tiên một quốc gia có động thái nỗ lực dùng biện pháp pháp lý để giải quyết những bất đồng ở biển đông đường lưỡi bò bị bác bỏ là thắng lợi chung của khu vực quốc tế bao gồm việt nam thắng lợi của luật pháp và công lý đặc biệt là unclos theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị lan anh là phó khoa luật quốc tế thuộc học viện ngoại giao việt nam yêu sách đường lưỡi bò của trung quốc bị tòa bác bỏ sẽ là cơ sở khiến bắc kinh phải điều chỉnh các hành vi với các nước liên quan trong thời gian tới Việc Philippines bác bỏ được đường lưỡi bò thì đó cũng là một thắng lợi chung của Việt Nam vì đường lưỡi bò bao vòng quanh biển Đông và cũng chắn cả vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa của Việt Nam. Philippines làm rõ được quy chế của các cấu trúc giúp hạn chế được vùng biển của các cấu trúc đó chỉ còn 12 hải lý thì đây cũng là kết luận tích cực vì qua đó chúng ta cũng hạn chế được các vùng biển mà Trung Quốc sẽ viện cớ coi là vùng có tranh chấp ngoài ra philippines thành công trong cáo buộc những hành vi mà trung quốc đã tiến hành ở biển đông là vi phạm thì nó cũng tạo ra một tiền lệ rất tốt để buộc bắc kinh về lâu dài sẽ phải kiềm chế hơn các hành động của mình không thực hiện các hành động tương tự như đã thực hiện với việt nam nếu so sánh thì chúng ta thấy các hành động của trung quốc với philippines cũng tương tự với việt nam đều liên quan đến nghề cá dầu khí xây dựng đảo nhân tạo cũng cố tình đâm va trên biển và phá hủy môi trường làm trầm trọng hóa tranh chấp về cơ bản các hành vi của trung quốc bị philippines khởi kiện cũng khá tương đồng với những gì việt nam đang phải gánh chịu có thể nói phán quyết của pca là một cú giáng mạnh vào trung quốc không chỉ đường lưỡi bò bị bác bỏ mà tòa còn tuyên bố rằng các cấu trúc trung quốc xây dựng trên biển đông không tạo ra cơ sở để có chủ quyền sau phán quyết hôm nay thì mọi hành động của trung quốc mang tính thực thi pháp luật trên biển đông được coi là vi phạm luật pháp quốc tế là hành động đe dọa đến an toàn tự do hàng hải về câu hỏi thời gian sắp tới liên quan đến những tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông, Việt Nam sẽ hành động ra sao? Giáo sư Kathleen Thayer nhận định, thắng lợi của Philippines sẽ mở cửa cho Việt Nam dùng tới điều chỉnh của pháp luật nếu Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn. Việt Nam luôn luôn thận trọng và thực dụng, cân nhắc cách tiếp cận có lợi nhất.